là trường con nhà phong lưu tiếng tại Việt Nam, miết lâu nay luôn luôn được nhiều bạn biết đến với những màn kho của có 102 trên những trang mạng xã hội của sinh viên trường này. Hoặc cứ mỗi lần nhắc đến ngôi trường này người ta sẽ nghĩ ngay tới số tiền chúng ta phí tích giả ngưỡng mà những bậc cha mẹ phải chi trả cho con em mình mình. Chính bởi thế khi gặp sinh viên trường này, ai cũng bày tỏ sự mến mộ vì cuộc sống đời thường sang chảnh, tiện lợi của chúng ta những thắc mắc chẳng khác chi màn kho của xuất hiện trên cung phép của Mít. Học phí lên tới chính con số của trường đại học Mít cho một khóa chúng ta ảnh chụp màn hình. Tuy nhiên, không hẳn cứ chúng ta trường sang là sung sướng, cũng không hẳn chúng ta trường phong lưu là không hẳn đi làm việc thêm tiền nhiều thì vốn là tiền của ba mẹ, anh chỉ vì nhận thức được điều đó mà mỗi một khi đi xin việc làm thêm, nhiều sinh viên trường biết khi được khỏi em chúng ta trường nào lại nhiều khi bị tẩy chay như trường hợp dưới đây. Cụ thể trên cung phép sân đại chúng ta biết đây anh đi ngày có đăng tải dòng tâm sự của một bạn sinh viên về chuyện đi xin việc làm thêm của bạn dạng thân lôi cuốn sự chú ý của nhiều người chàng trai kể rằng mình đã đi xin việc không ít nơi, nhưng lại nhận về những câu phỏng vấn dạng cà kỳ như trời biết mà cũng đi làm việc hả? Ba mẹ giàu rồi đi làm việc chơi nữa. Thực sự sau những lần như vậy, chàng trai cũng không tồn tại hứng thú mà làm, bởi vì nó chẳng khác gì những lời châm biếm, cười cợt trước việc nỗ lực của người ta. Trong dòng xa rơi của chính mình năm sinh này cũng có thể có giết. Hôm nay có tiền nhưng ngày mai đâu ai biết trước được chuyện gì nên khi vẫn còn tồn tại điều kiện, khi ba mẹ vẫn còn đó lo cho chính bản thân mình được thì tranh thủ chúng ta tập cho tốt, rồi tập thành đi làm việc đi chúng ta à, bớt chú ý chuyện nhà người ta. Đi làm để về sau không tồn tại ba mẹ mình vẫn có khả năng lo cho cuộc sống đời thường của chính mình nhé. Chứ già đầu rồi mà vẫn cứ quan tâm đến ba mẹ có tiền thì không cần đi làm việc người ta nói là vô dụng á. Bài viết biểu thị nỗi lòng của năm sinh trường đại học Mít dù sinh ra đã sống trong dung lụa, từ nhỏ dài cuộc sống đời thường đã hưởng được không thiếu thốn mọi thứ tốt đẹp trên đời, nhưng đâu phải chính vì vậy mà chúng ta sống nghĩ lại. Sinh viên biết không khi nào chịu để mình sướng, bởi sự giáo dục tốt nên quan tâm đến của nhiều người trong số chúng ta cũng chính chắn hơn, trong cuộc sống đời thường chúng ta thật sự rất linh động ăn chịu khó trong mọi hoạt động. Nhiều cư dân mạng sau khoảng thời gian đọc được nội dung bài viết trên không thuộc rè bày tỏ sự đồng cảm với nỗi lòng của cậu bạn tài khoản đền bảo có viết, cô phép sân hay tờ cờ dơ cờ đo cờ, sao nờ co người nghi nha co yêu kì nờ la cờ phe bờ cho ba nờ thân mô y sung nờ ba mô nờ ca y nờ nha. Còn bạn Minh Đức Sare mình tuy không chúng ta biết nhưng mình khá bức xúc có thằng vỏi mình chúng ta qua quốc tế mà phải đi xe cơ dết a, coi bộ chúng nó muốn mình lái xe tăng đi chúng ta hay cái gì chưa chắc chắn nữa. Trong cuộc sống đời thường, khi đi xin việc nhà tuyển dụng sẽ không còn chăm sóc bạn là sinh viên trường biết hay sinh viên của một trường đại chúng ta thông thường nào đó. Rồi về sau ra trường sinh viên trường nào thì cũng phải tham gia phỏng vấn xin việc như nhau. Sinh viên trường biết chúng ta cũng hiểu rằng muốn có một công việc tốt, muốn được nhận ăn đâu làm, bạn phải tích lũy kinh nghiệm thao tác ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường những trải nghiệm bài chúng ta từ những việc làm thêm sẽ là những hành trang vô cùng quý giá về sau để chúng ta sẵn sàng bước ăn đô một môi trường thiên nhiên thao tác đầy chuyên nghiệp ăn linh động